Xin chào các bạn, khu vực Đông Nam Á của chúng ta thì không thiếu những tòa nhà cao tầng, những tòa nhà chọc trời. Và đâu là tòa nhà cao nhất ở trong khu vực Đông Nam Á? Đâu là những tòa nhà nằm trong top 10 tòa nhà cao nhất của Đông Nam Á? Việt Nam chúng ta có mấy đại diện? Và bật mí với các bạn rằng, trong số top 10 tòa nhà cao nhất của Đông Nam Á thì có một đất nước sở hữu đến 5 tòa nhà. Chúng ta hãy cùng đếm ngược từ 10 cho đến 1. Ở vị trí thứ 10 đó là Tháp Telecom tại Malaysia. Tháp Telecom hay còn được biết đến với tên gọi là Menara Telecom là một tòa nhà nằm tại Kuala Lumpur, Malaysia, nơi đặt trụ sở của tập đoàn Telecom Malaysia. Tòa nhà này cao 310m và có hình dạng giống như một bút băng tre. Có lẽ là khi nhìn vào Tháp Telecom ở Malaysia thì nhiều người cho rằng nó trông na ná với Tháp Bitexco tại thành phố Hồ Chí Minh. Tổ hợp tháp này thì còn bao gồm một nhà hát với sức chứa 2.500 người, một phòng cầu nguyện cho những người theo đạo Hồi và một khu thể thao, bên cạnh diện tích dành cho các khu vực căn hộ cũng như những địa điểm để kinh doanh. Và điểm nổi bật của Tháp Telecom tại Malaysia, tòa tháp cao 310m, đó là hệ thống 22 vườn lộ thiên. Cứ 3 tầng thì tòa nhà sẽ lại được bố trí một khu vườn ngoài trời như vậy. Và đó là tòa nhà cao thứ 10 tại Đông Nam Á. Cao thứ 9 tại Đông Nam Á đó là tòa tháp King Power tại Thái Lan. Cái tên King Power thì nghe rất quen rồi, giống như tên sân vận động King Power của câu lạc bộ Leicester City, bởi vì câu lạc bộ Leicester City cũng như tòa tháp này đều có chung một chủ sở hữu, đó là gia đình nhà tỷ phú Vi Chai. Sau khi ông qua đời thì con trai của ông đang là người nắm giữ tập đoàn này. Tại Bangkok thì tòa tháp King Power đã được mở cửa từ năm 2016 và từng giữ vị trí tòa nhà cao nhất của Thái Lan trong vòng 2 năm liên tiếp cho đến khi bị xoán ngôi. Thiết kế của King Power được cách điệu từ hình ảnh một dải ruy băng và có những mảng pixel theo đường vòng cung xung quanh của tòa nhà này. Hình dáng này thì được cho là vừa tinh tế vừa khéo léo để hé lộ những lát cắt về cuộc sống diễn ra bên trong tòa nhà. Và đó là vị trí thứ 9, tháp King Power với chiều cao là 314m. Và ở vị trí thứ 8, tòa nhà cao thứ 8 của Đông Nam Á với chiều cao 315m tiếp tục nằm ở Thái Lan. Và nó có tên là Magnolias Waterfront. Nó nằm trong quần thể Icon Siam. Siam đây chính là Siam và có thể tạm dịch là biểu tượng của Thái Lan. Tòa nhà này thì gồm có 70 tầng, 379 căn hộ và cao 315m, được hoàn thành và đưa vào sử dụng từ năm 2018. Đây là một trung tâm giải trí, mua sắm, văn hóa, du lịch mang đẳng cấp thế giới của Thái Lan. Và ở vị trí thứ 7, đó chính là tòa tháp Kiang Nam tại thủ đô Hà Nội. Tổ hợp này được đầu tư và xây dựng bởi tập đoàn Kiang Nam, tập đoàn đa quốc gia có trụ sở ở Seoul, Hàn Quốc, với tổng mức đầu tư cho toàn bộ công trình là 1,05 tỷ đô la Mỹ. Tháp Kiang Nam hay còn gọi là Landmark 72 chính là tòa nhà cao nhất của Việt Nam từ năm 2010 cho đến năm 2018. Tại Hà Nội cho đến thời điểm này thì Kiang Nam 72 vẫn đang giữ vị trí là tòa nhà cao nhất của thủ đô. Di chuyển theo đường vành đai 3 trên cao, chúng ta có thể dễ dàng quan sát được tòa tháp Kiang Nam 72. Khu tổ hợp có hơn 900 căn hộ với những tiện ích hạng sang, nhưng mà không phải lúc nào thì cũng đông đúc người qua lại. Kiang Nam được nhiều người biết đến với đài quan sát ở trên tầng cao nhất của tòa nhà. Ở thời điểm mà tòa nhà này mới đi vào hoạt động thì đài quan sát này là một địa điểm hẹn hò lý tưởng của những đôi bạn trẻ. Ở vị trí thứ 6 trong số những tòa nhà cao nhất tại Đông Nam Á là một tòa nhà tại Malaysia. Tòa nhà này có tên là Four Seasons Place. Four Seasons Place nằm tại Kuala Lumpur. Tòa nhà này có tổng cộng là 74 tầng và cao cụ thể là 342,5m, được hoàn thành vào năm 2018. Tòa nhà này thì nằm không xa tháp đôi Petronas và nó đứng sừng sững bên những tòa nhà mang tính biểu tượng của Malaysia như vậy. Four Seasons Place thì nằm ở khu trung tâm của Malaysia, khu trung tâm kinh doanh, mua sắm và giải trí sôi động bậc nhất của thành phố Kuala Lumpur. Ở top 5, chúng ta có một tòa nhà tới từ Indonesia, Autograph Tower, với chiều cao là 382,5m. Tháp Autograph là tòa nhà cao nhất không chỉ ở Indonesia, mà còn là tòa nhà cao nhất ở Nam Bán Cầu, vượt xa tháp Quy-1 ở Úc, ở độ cao là 322,5m. Tòa tháp này được cất nóc vào tháng 10 năm 2020. Bên cạnh 75 tầng nổi thì tòa tháp có 6 tầng hầm. Các đài quan sát nằm ở khu vực từ tầng 56 đến tầng 58 và có một khu vực Sky Garden nữa. Những khu vực tầng thấp sẽ dành cho văn phòng, trong khi những khu vực tầng cao sẽ thuộc về khách sạn. Và ở vị trí thứ tư đó là công trình mang tính biểu tượng của Malaysia, biểu tượng của Đông Nam Á, biểu tượng của châu Á, thậm chí là biểu tượng của thế giới một thời. Tháp đôi Petronas với độ cao 451,9m.
Ngay sau khi được xây dựng và khánh thành, tháp bôi Petronas đã trở thành niềm tự hào của người dân và là một hình ảnh của Malaysia. Tháp đôi Petronas đã giữ danh hiệu tòa nhà cao nhất thế giới trong suốt những năm từ 1998 đến năm 2003 với chiều cao của 88 tầng là 451,9 mét. Đôi khi có một số liệu nói là 452 mét. Tháp đôi Petronas được đầu tư xây dựng bởi tập đoàn dầu khí hùng mạnh nhất tại Malaysia. Tháp này thì được thiết kế và xây dựng theo Cejapelli, kiến trúc sư nổi tiếng với những tòa tháp cao nhất thế giới thời bấy giờ, và ông là một người Argentina. Tòa tháp được xây dựng dựa trên cảm hứng từ kiến trúc của các nhà thờ Hồi giáo, vì Malaysia là một đất nước mà những người Hồi giáo chiếm đa số, kết hợp với những nét kiến trúc mang phong cách hiện đại, và nó khiến công trình này trở nên nổi bật. Riêng về độ sâu móng tại tháp đôi Petronas là 120 mét và được đổ bằng những khối bê tông khổng lồ để đảm bảo sự vững chắc. Tuy nhiên, điều thú vị ở đây là một trong hai tòa tháp này đã bị nghiêng khoảng 25mm so với phương thẳng đứng. Ngoài ra, điểm ấn tượng của tháp đôi này nằm ở chỗ hai tòa tháp được nối với nhau bằng một chiếc cầu trên cao Skybridge. Cây cầu này cao 170m và có chiều dài là 158m, nối hai tòa tháp tại tầng 41 và tầng 42. Thiết kế này rất là tiện lợi cho các nhân viên làm việc tại các công ty có văn phòng thuộc tòa nhà này, bởi họ có thể di chuyển giữa hai tòa nhà mà không cần phải xuống tầng trệt hoặc là tầng hầm. Ngoài chức năng trên, chiếc cầu còn được thiết kế như một đường thoát hiểm phòng khi tòa nhà xảy ra những sự cố. Và ở vị trí thứ 3, tiếp tục là một tòa tháp tại Malaysia, The Exchange 106. Tòa tháp 106 tầng với chiều cao là 453,6 mét. Tòa tháp này được đặt trên đỉnh với một vương miện, và vương miện này thì được chiếu sáng vào ban đêm. Lấy cảm hứng từ các kiến trúc Hồi giáo, tòa tháp này có những khu vực đại sảnh sử dụng nhiều vật liệu từ gỗ cho đến cẩm thạch, nhìn rất hoành tráng. Và bên trong các khu vực cho thuê văn phòng thì hoàn toàn không có các cột trống. Không gian lúc này sẽ tràn ngập ánh sáng tự nhiên từ bên ngoài. Với những bức tường ốp kính, bên trong có thể ngắm cảnh tuyệt đẹp của thành phố Kuala Lumpur mà không gặp phải bất kỳ một trở ngại nào. Lớp kính xung quanh tòa nhà cũng là một lớp kính đặc biệt, đảm bảo thu hút ánh sáng và cũng giảm được tối đa nhiệt từ bên ngoài tác động tới tòa nhà. Vị trí thứ hai đó là một tòa nhà tại Việt Nam, một tòa tháp tại Việt Nam, Landmark 81 với chiều cao là 461,2 mét. Landmark 81 đã từng là tòa nhà cao nhất của Đông Nam Á, nhưng bây giờ thì không còn giữ vị trí này nữa. Song tại Việt Nam thì nó vẫn đang không có đối thủ. Đây là tòa nhà do tập đoàn Vingroup xây dựng vào năm 2015 và hoàn thành chính thức đi vào hoạt động từ đầu năm 2018. Khi đó thì nó đã xoán ngôi tòa Keang Nam tại Hà Nội với tư cách tòa nhà cao nhất tại Việt Nam. Và số tiền đầu tư là 300 triệu đô la Mỹ. Vingroup thì giới thiệu tòa nhà của họ như thế này. Cấu trúc tòa nhà bao gồm 36 khối có chiều cao khác nhau trụm lại vào nhau theo khối ma trận 66. Các khối thấp nằm ở phía ngoài, các khối cao hơn sẽ được đặt ở trung tâm của tòa nhà. Lấy cảm hứng thuần Việt từ bó tre Việt Nam, ý nghĩa tượng trưng cho sức mạnh, sự đoàn kết và tinh thần vươn lên trong văn hóa và tinh thần mỗi con người Việt Nam. Không chỉ nằm ở yếu tố lịch sử, văn hóa, mà nó còn là sự thịnh vượng, là khát vọng mạnh mẽ trong tương lai. Đó là tinh thần vươn lên mạnh mẽ, đón đầu xu hướng và làm chủ cuộc sống. Tại các đỉnh của khối bên trong ngoài đều được thiết kế theo lối sân vườn Sky Villa, ngoại trừ các khối cao nhất. Vì vậy mà layout Landmark 81 cũng có sự thay đổi theo từng tầng. Đặc biệt, công viên Landmark 81 rộng đến 14 ha là công viên lớn nhất với mật độ cây xanh cao, thiết kế cảnh quan đẹp mắt. Khu nướng BBQ gia đình, khu thể thao phức hợp, sân vui chơi cho bé, giúp tái tạo nguồn năng lượng mỗi ngày. Và ở vị trí số 1, tòa nhà cao nhất tại khu vực Đông Nam Á, đó là Merdeka 118. Merdeka trong tiếng Mã Lai có nghĩa là độc lập. Đây là cái tên được truyền cảm hứng bởi vị trí của tòa nhà này, của tòa tháp này thì gần với những địa danh lịch sử của Malaysia, nổi bật là sân vận động Merdeka. Sân Merdeka là một sân đấu gắn liền với người Malaysia, không chỉ bởi ý nghĩa thể thao. Đây chính là nơi mà Malaysia đã chính thức tuyên bố độc lập vào năm 1957. Tòa tháp Merdeka 118 được xây dựng trong quãng thời gian 5 năm với tổng cộng là 118 tầng. Thiết kế của nó được lấy cảm hứng từ các hoa văn nghệ thuật thủ công của Malaysia và được tạo thành từ sự sắp xếp điêu khắc của các phần kính hình tam giác. Chiều cao của tòa tháp Merdeka 118 giúp nó vượt qua tháp Thượng Hải ở độ cao là 632 mét và giữ vị trí tòa nhà cao thứ 2 trên thế giới, cụ thể xin được nhắc lại 678,9 mét. Và danh hiệu tòa nhà cao nhất trên thế giới lúc này vẫn đang được giữ bởi tháp Khalifa ở UAE với chiều cao là 828 mét.
Tổng kết lại, trong số top 10 tòa nhà cao nhất Đông Nam Á, Việt Nam ta có 2 tòa nhà, Thái Lan có 2 tòa nhà, Indonesia có 1 tòa nhà và Malaysia chiếm một nửa với 5 tòa nhà trong số top 10 tòa nhà cao nhất tại Đông Nam Á. Cảm ơn các bạn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu mà cảm thấy thú vị thì bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.